Anh em mình hôm nay mình với ông bạn coi như dẫn mọi người đi chợ đầu mối Bình Điền to và lớn nhất Đông Nam Á. Xem cái cuộc sống bà con thương nhân coi như là buôn bán về đêm nó nhộn nhịp cỡ nào. Đây là chợ lớn nhất của Đông Nam Á nha bà con nha. Cứ đi ông ơi. Ông cứ đi bình thường. Đây là nhà lồng B nhà bên rau nhá. Rau củ quả Đà Lạt rồi miền Tây các thứ đổ về rồi phân phát cho cả cái thành phố Hồ Chí Minh này. Đấy, khu bên này là lấm, nhà lấm thì không có nhà lồng, nó chỉ có từng dãy thôi. Còn đây là nhà lồng riêng về rau củ quả, nhà lồng B. Đây anh em tôi đang chạy ở ngoài sân nhà lồng nha, chứ không chưa vào đến trong giữa nhà lồng. Giữa nhà lồng nó đông lắm, nó kẹt. Nhà lồng có cho chạy xe vào không? Ok mà. Chạy vào luôn đi. Chạy vào quay cho anh em coi luôn. Đây giờ chính xác mới đi vào nhà lồng này. Đấy, nó cứ từng ô này, mỗi người trăm người bán, vạn người mua mà anh em. Cực đông rồi nha. Đây là còn ít đấy, gần về bữa 3 4 giờ sáng nó mới đông nữa. Cực đông nha anh em. Đông lắm. Đông lắm anh em ạ. Quá sầm quá rồi. Nó lớn nhất Đông Nam Á mình mà. Việt Nam mình tuy vậy chứ cũng đâu có kém cạnh gì ai đâu. Ừ, bạn cứ chạy. Đây là trung tâm thương mại đầu mối Bình Điền. Mà cái chợ này theo như tôi được biết là có 55 mướn của cái đất phường 7 quận 8 này là 55 mới, bây giờ mới được 12 năm. Kể từ ngày chuyển từ cầu Chánh Hưng về đây mới được 12 năm mà nó đã sầm uất như thế này, còn mấy chục năm nữa. Đây mới là một nhà lồng rau củ quả nhá. Đây là mới đi tắt, chứ còn mà theo như tôi là tôi sống hàng ngày ở cái chợ này là đi là không nổi. Đây là đưa ông bạn đi tham quan và ngắm cảnh chợ về đêm đầu mối coi như to nhất thành phố Hồ Chí Minh. Còn nhìn lại qua đồng hồ nó có chẳng có quay gì đấy, vẫn quay mà. Cái này gì? Đúng rồi. Review cho anh em qua khu khác đây hả? Review cho anh em qua khu khác đây. Thôi anh em mình sang nhà lồng khác nhá, anh em mình sang nhà lồng ép đây ạ. Ừ. Tôi hàng ngày thì tôi sống ở bên nhà lồng ép không à, buôn bán bên nhà lồng ép. Nhưng hôm nay ông bạn xuống ông ấy rủ dẫn ông đi chơi. Ép là chuyên về hai loại hải sản, cá mú cũng là hải sản nhưng mà chuyên về loại là ốc cua rồi tôm ghẹ các thứ ấy nha bà con nhá. Đây là con đường 6 mét to nhất của cái nhà lồng. Đấy, bây giờ chủ vựa mới bắt đầu nhá. Bây giờ mới bắt đầu. Ông đường nào ông xiên cũng được, chứ không ông đường nào ông xiên cũng được. Không quan trọng đường nào ông xiên cũng được. Bạn quay cao cao này rồi thấy đường. Đây mới chỉ là nhà lồng ép nhá. Đấy bà con tiểu thương bây giờ mới bắt đầu ra này, có những sạp còn chưa có lính lát chủ mới ra rồi. Chợ lại càng về đêm càng vui nhá bà con nhá. Cực lớn luôn. Khu này cực lớn. Càng về đêm cỡ độ khoảng 7-8 giờ, tôi là tôi buôn bán ở cái nhà lồng này nên là tôi biết càng về gần sáng chen nhau mà đi
khu này đẹp á, đứng lại sau đây bản lại còn quay chụp lớp hết đây, khu này đẹp á, bước xuống xe quay một số chỗ đi. Đấy các tiểu thương, đây là con đường là gọi là đường 6 mét to nhất nhà Lồng, chia đôi phân khu nhà Lồng ra. Thì anh em dẫn bà con đi chơi chợ tối nay. Cái cuộc sống của các tiểu thương coi như là buôn bán ở chợ đầu mối Bình Điền, trung tâm thương mại đầu mối Bình Điền, lớn nhất Đông Nam Á nha các bạn nha. Các bạn nên nhớ là lớn nhất Đông Nam Á. Gì cái gì cũng có. Từ mắm miết rồi từ coi như là gì cái gì cũng có. Từ hũ mắm. Các bạn cần thì nếu như mà sống ở gần thành phố Hồ Chí Minh mình cần gì cứ đến chợ đầu mối Bình Điền. Chúng quay luôn, quay hết luôn. Đứng cả chỗ quay hết. Không sao cả. Đấy, các chủ vừa đang đưa phần ếch ra loại to, loại A, loại A, loại B, loại B. Quay cái hũ đó, quay thẳng thôi. Cứ yên tâm đi. Các bạn nên nhớ là đây là chợ to nhất Đông Nam Á mình nha. Đây mới là chỉ một nhà Lồng thôi ấy, một nhà Lồng ép. Tôi hàng ngày tôi sống buôn bán, mua buôn bán ở đây. Nên là ông bạn hôm nay xuống dẫn ông bạn đi chơi. Bây giờ là các chủ vựa mới bắt đầu coi như là ấy, hàng chưa tập kết đông đâu. Càng về sáng càng vui. Càng về sáng tầm 2-3 giờ đêm vui lắm. Một công trường luôn. Kèo đấy. Đây là giao cho các mối về các chợ nhỏ nhé bà con nhé. Nên nhớ là chợ này chỉ giao mối. Chợ này chỉ giao mối. Phân khu đầu đằng kia thì nêu xó huyến đầu đằng này là tôm cua ghẹ. Cứ đi bình thường không sợ, chợ này tôi quen hết mà. Hả? Ôi nhiều lắm. Ông cứ yên tâm, đây mới là ốc với tôm, còn xa bên kia là cá. Củ củ của chỗ này bên kia. Nếu mà ông quay nào phải thì đều quay sát cái bình đó. Xuống đi bộ bình thường quay sợ ông chẳng. Chỗ nào không qua được đâu. Có ai người ta nói gì đâu mà. Đấy, cuộc sống của các tiểu thương của chợ trung tâm thương mại đầu mối Bình Điền mới bắt đầu. Này mới bắt đầu nhé bà con nhé. Còn nếu như mà chợ mà đúng coi như là đông đúc thật là đi là phải chen. Đấy, cá của các nhà Lồng nhảy ra đấy bà con. Đây là nhà Lồng ép. Đấy, giờ tôi lại trở về con đường 6 mét. Từ đây hất về đằng
trước tay tôi là nghêu sò ốc hến, còn từ đây hất về đằng này là tôm cua ghẹ. Tôi hàng ngày tôi làm ở nhà đồng này mà cua này cực lớn. Xin anh em bây giờ mình sang bên cá nhá. Chuyên về cá mà tập đoàn của thời anh Châu Phát nay em để lại bây giờ là ở cái nhà lồng này, chính xác là nhà lồng này. Này là cá, cái này thuộc về chuyên về kinh doanh về cá, các mặt hàng cá biển rồi cá nước ngọt gì cái gì cũng có nhá anh em nhá. Đấy, đây mới chỉ có bắt đầu coi như là các tiểu thương mới bày hàng ra đấy, chưa có bà con đi chợ. Trung tâm thương mại đầu mối Bình Điền lớn nhất Đông Nam Á mình nhá bà con nhá. Mỗi người một ngành một nghề, mỗi người một vựa, một tên hàng khác nhau, không ai đụng hàng ai. Trăm người bán thì vạn người mua. Đấy, cá diêu hồng. Ok. Tôi đi đây cũng là con đường 6 mét phân chia giữa nhà lồng này và những đầu nhà lồng này. Đấy bà con có thấy không, vựa thì bán cá mè, vựa bán cá trôi, vựa bán cá diêu hồng, không có một sạp nào đúng và hàng của một sạp nào nhá. Đây chuyên về cá biển, cá bớp này, cá bớp này. Chỉ có ngon nhất, chỉ có chợ đầu mối Bình Điền rẻ và coi như là hợp lệ với túi tiền, phân phối đi cả thành phố Hồ Chí Minh, cả Bình Dương, Đồng Nai các thứ. Tập trung hết về đây xong mới đi các chợ, các thành phố vùng ven. Cá kìm các bạn ạ. Cá kìm này. Đấy, có tới 1m2 lận. Bài hết sao bạn học bạn sát nhà. Quay lại. Sang bên này trái cây, bên này là hoa, bên kia là thịt. Đây nhá, đây là chỉ đi là tôi mới chỉ coi như là đi giữa con đường 6 mét phân chia đầu nhà lồng lọ và đầu nhà lồng kia nhá. Đây cá bơn này bà con này. Có được mệnh danh là to nhất Đông Nam Á mình mà. Mình đi. Hả? Qua khu nào á? Sang thẳng bên trái cây. Tôi không tắt bao giờ đâu. Tôi cứ để quay tiếp à. Cứ để quay đi. Tắt tôi đi tí rồi đéo biết đường nào thì để quay đi tí mà. Đây là sân đằng sau nhà lồng, bên nhà lồng ép nhá. Đi qua cái khu đó khu gì? Bên trái cây, trái cây thì chợ mình chưa có xây thành nhà lồng,
có bên hoa thì xây thành nhà lồng, và bên thịt thì có nhà lồng, còn bên trái cây nha bà con nhá, trên bến dưới thuyền để cho các tiểu thương mang trái cây từ ở miền Tây lên đấy. Ôi giời ơi bạn ơi, bạn đi sai rồi. Thôi bạn cứ bước xuống đi. Mình đi qua con đường nha, ông bạn mình đi không biết đường chợ, mình đang mải quay rồi nói cho bà con hiểu. Đấy. Trái cây này là đây là trên đường bộ, còn dưới tàu thủy là cặp sông nữa nhé bà con nhé. Đây là nhà lồng bên trái cây, nhưng mà nhà lồng này chưa có tên. Vô đó, chạy vô đó. Được, ok. Chạy vô mình chờ luôn. Xin lỗi anh em nhé. Cuộc sống bà con có cần gì, coi như là cần gì, và coi như là gì cái gì cũng có ở riêng cái trung tâm thương mại đầu mối Bình Điền này. Gì từ lọ mắm nhé, từ con cá hấp hay cái gì cũng có. Đây là bên nhà lồng trái cây nhá, trên thì bến mà dưới, trên thì là chợ, dưới là bến thuyền để cho những các tiểu thương ở miền Tây, còn các tiểu thương ở ngoài Bắc và coi như bên Trung Quốc sang ấy là đi trên đường bộ, thì lúc ấy tôi vừa cắt ngang con đường đấy rồi. Ra bờ sông đi bạn ơi, để cho bà con xem. Nó cũng quy mô lắm, mà cái chợ này chuyển từ cầu Tránh Hưng về mới được 12 năm, mà chính thức thuê cái đất này là 50 năm. Cái chợ này còn sầm uất, còn lâu dài lắm các bạn ạ. Đấy, bây giờ tôi quay ra cái cảnh đây này. Đây là hoa quả các thứ ở dưới miền Tây lên là cặp và cái bờ sông này nhé bà con nhé. Đằng trước tôi là bãi đậu xe của những xe trái cây đang chờ vựa coi như là để trả hàng. Đó mình qua khu ca đi, khu ca là gì đó? Các cô thì qua review cho anh em coi khu ca đây. Và nhà lồng này vẫn còn đang xây dựng tiếp nhé bà, chợ này vẫn còn đang xây dựng tiếp nhé bà con nhé. Đang mở rộng tiếp. Nhà lồng K là nhà lồng đồ khô đấy các bạn. Đấy. Nhưng mà đồ khô thường thường người ta bán ban ngày. Hơi buồn đúng không? Đúng rồi. Sang bên nhà lồng ép lấy rồi thịt đi, thịt là khu nào đấy, chân thắng. Đấy, nói anh em bà con xem. Đây là anh em tôi mới đi tắt nhá. Nếu mà để đi hết coi như cái chợ này ấy, chắc chắn là phải một ngày đi bộ để quay từng ngóc ngách một. Đây, nhà lồng H này là chuyên để phục vụ về thịt lợn. Nói về lợn. Ông chạy vô quay cho bà con coi cảnh quyết định. Bây giờ chưa có ai đi, coi như là vẫn sớm mà, bây giờ mới có 9:30 10 giờ nên là các tiểu thương bán về mặt hàng thịt lợn rồi lòng phèo các thứ là chưa đi nhé các bạn nhé. Đây là nhà lồng H đấy, tôi quay sơ qua cái cảnh này cho bà con xem nhé.
Nhà lồng H này cũng đang chuẩn bị sửa. Đấy. Đây, tôi quay cái biển này cho anh em nhìn này. À, nói cái gì nó phải đúng. Đây, nhà lồng H chuyên kinh doanh về thịt. Thịt heo đúng không các bạn? Mới có lác đác coi như là mấy anh em coi như là chuẩn bị móc nước để kéo thịt vào thôi à. Có phân khu từng nhà lồng một nha các bạn nhá. À, K rồi H rồi A B C F. Có hoa quả bên nhà lồng hoa quả là chưa xây dựng. Tôi hàng ngày vẫn coi như là sống kiếm ăn ở cái chợ này nên là hôm nay tôi cũng không có thời gian để đi, tôi chỉ đưa bà con đi sơ qua cái chợ thôi. Bởi bạn tôi ấy, nó lâu lâu ngày nó xuống bảo là ông dẫn tôi đi chợ xem từng nhà lồng một. Mà lên nhớ là to nhất Đông Nam Á nhá. Có xăng hoa không? Hoa đi đâu? Chạy thẳng. Giờ tôi đưa bà con sang nhà lồng bán chuyên về hoa Đà Lạt. Chạy thẳng luôn. Cứ đường chạy thẳng luôn. Cứ chạy thẳng. Đây là các xe của các tỉnh lên giao, các tỉnh lên giao tôm, cua, cá, ghẹ. Nói chung về thủy hải sản, hai nhà lồng. Còn chứ. Nhiều cái sở lâu quá bộ nhớ nó hết á. Nhưng mà vẫn còn đúng không? Còn là còn người là con đấy. Đâu có coi đồng hồ nó còn nhảy không? Nó còn nhảy là bộ nhớ nó còn. Còn cái đồng hồ vuông vuông ấy. Cái số đó. Số đéo nhảy nữa rồi. Đéo nó tắt thì đéo bao giờ. Đâu vẫn nhảy mà. Mới được có 25 phút vẫn nhảy mà. Quay được 2 tiếng mấy mà. Mới có 25 phút. Đây mới là sân nhà lồng nha bà con nhé. Không có nhà lồng ép. Cá. Cái này chuyên về cá. Nói về nhà lồng này nhớ mười nho cái thứ là to nhất. Cá đóng đi các tỉnh. Đây mới chỉ là bắt đầu phiên chợ nha bà con nha. Bắt đầu phiên chợ thôi. Còn chính xác ấy. Đấy phải. Thẳng. Qua bên kia được ạ? À, tôi đưa bà con sang bên chuyên kinh doanh về hoa Đà Lạt. Nhìn ban đêm thế này thôi nhưng ban ngày sạch bong nha các bạn nhé. Đừng có sợ nước sợ dơ gì cả. Ban đêm thì hàng ở các tỉnh lên ấy. Lên là hàng hải sản nên phải có nước. Đấy, đây là đầu nhà lồng ép. Đấy các bạn có nhìn thấy không? À là hoa Đà Lạt.
vô nhà Lộc Hòa. Nhà Lộc Hòa hơi nhỏ hơn mấy hải sản. Cái này nó nhỏ hơn. Nhỏ hơn bên mấy khu hải sản. Cứ quay đi, quay đi. Một đứa còn đây cứ quay. Quay cho bà con coi cho đã. Đấy, anh em tôi bắt đầu vào đến nhà Lồng A. Nhà Lồng A thì nhỏ xe thôi bởi vì cái không. Cái này nó kinh doanh về hàng buôn tươi bán héo. Đấy. Ngày thường đấy nhá bà con nhá. Hôm nay là ngày thường đấy. Cái cuộc sống của các tiểu thương của chợ đầu mối Bình Điền ấy bà con. Đây là nhà Đồng A nhé, chuyên kinh doanh về hoa Đà Lạt, các mặt hàng hoa đẹp quá bà con ơi. Em sống hàng ngày ở chợ đầu mối này, hôm nay em cũng mới bước chân vào cái nhà Lồng A này nhá. Hàng ngày luôn ấy. Đa số là em sống bên nhà Lồng F không ạ? Các tiểu thương mới đang dọn hàng để chuẩn bị bán hàng, như giờ chưa đúng giờ bán hàng, sớm quá. Đây. Ông anh mình coi như là bên nhà Lồng A này mà giữa F với A mà còn không biết nữa, ông ấy còn dọa mình bị phạt. F cặp nào? Hả? F cặp nào? À, bên đầu dưới khu Nghêu Sò Phến. Sò là bên Lồng D chứ. Ờ đúng rồi. Giờ này buôn bán đi đâu rảnh đây. Vì bán sò là hôm nay chủ tịch bộ tốt. Hoa tươi Đà Lạt á. Trời đâu mà hoa nhiều quá. Nhỏ nhỏ nào đẹp đẹp quá. Bên nhà Lồng A này coi như là hoa đẹp mà người cũng đẹp bà con ạ. Thôi kết thúc nha, chào bà con nhé, chào anh em nhé.